Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 103 của phòng khám Thành Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vậy là một mùa xuân nữa lại về trên quê hương chúng ta. Trong những ngày vui xuân đón Tết, đi đâu chúng ta cũng được thưởng thức những bữa tiệc hết sức thịnh soạn với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Do đó, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là một điều hết sức quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta trong những ngày Tết đến. Bởi lẽ, nếu không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm thì không thể tránh khỏi việc ngộ độc do thực phẩm gây ra. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày cho chúng ta về nguyên nhân, triệu chứng, điều trị ngộ độc thực phẩm tại nhà và cách phòng ngừa. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thành Trị hàng tuần ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, kính thưa bác sĩ, mỗi dịp Tết đến xuân về thì mọi người mọi nhà lại quây quần bên nhau với những bữa cơm đầm ấm, với rất nhiều những cái món ăn ngon và các loại bánh mứt. Điều đó làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thức ăn. Vậy xin bác sĩ cho biết ngộ độc thực phẩm là gì ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, trong những cái dịp lễ Tết này thì chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều các cái loại thức ăn, các loại thực phẩm mà để dùng trong những ngày Tết cũng như là bánh mứt, thì nó xảy ra cái tình trạng là bị ngộ độc thực phẩm mà chúng ta thường quen gọi là ngộ độc thức ăn. Thì về mặt định nghĩa mà nói đó, thì ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thức ăn là cái tình trạng xảy ra do chúng ta ăn hoặc là uống phải những cái thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc từ những cái loại thực phẩm mà đã bị biến chất ôi thiêu chẳng hạn, hoặc là bị nhiễm độc ngay cả những cái chất bảo quản thức ăn, cũng giống như là các cái loại chất phụ gia mà để trong cái quá trình chế biến đó, và nó gây ra cái tình trạng ngộ độc. Thì cái bệnh này nó có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu mà mình không có điều trị kịp thời và điều trị đúng cách, thưa Ngọc Quyên. Dạ, vậy xin bác sĩ có thể cho biết các nguyên nhân nào mà gây ra ngộ độc thực phẩm không ạ? Ngộ độc thực phẩm thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nói ngắn gọn lại thì nó có 4 cái nhóm nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là do vi khuẩn. Thì vi khuẩn là cái nguyên nhân phổ biến nhất nó gây ra cái tình trạng ngộ độc thực phẩm. Thường là các cái loại vi khuẩn như là Salmonella, Escherichia coli hoặc là Shigella, thì đó là những cái vi khuẩn đường ruột. Nó rất dễ dàng xâm nhập vào các loại thực phẩm, và nếu mà mình không chế biến đúng cách thì nó xâm nhập vào đường ruột và nó gây ra cái tình trạng ngộ độc. Thứ hai nữa là ngộ độc do các cái loại độc tố, đặc biệt là ngoại độc tố của tụ cầu hoặc là những cái độc tố của vi nấm như là aflatoxin chẳng hạn. Thứ ba nữa là do các loại virus. Thì những cái loại virus đường ruột thì thường là enterovirus, rotavirus, đó là những cái virus mà nó dễ gây ra những cái rối loạn tiêu hóa ở đường ruột của chúng ta. Thứ ba là ký sinh trùng. Thì ký sinh trùng thường là nó gây ra những cái rối loạn tiêu hóa mà thường là do các cái loại động vật chăn nuôi mà mình, những cái loại động vật mình chăn nuôi ở nhà mình, nó có thể lây truyền qua người mình. Thứ tư nữa là các cái tác nhân gây ngộ độc khác, thì thường là nó xuất phát từ cái việc mà mình sản xuất thức ăn rồi mình bảo quản, mình chế biến, trong cái quá trình mình chế biến mà mình không có bảo đảm được cái an toàn vệ sinh thì nó có thể là nó nhiễm độc, nhiễm khuẩn trong quá trình mình chế biến đó, hoặc là những cái loại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó còn đọng lại ở trong rau củ quả chẳng hạn mà mình không có chế biến đúng cách, thì đó là những cái nguyên nhân chính mà nó gây ra ngộ độc thực phẩm, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Vậy thì khi bị ngộ độc thực phẩm thì cái biểu hiện, các triệu chứng ra bên ngoài là như thế nào ạ? Khi mà mình bị ngộ độc thực phẩm á, thì sau khi mà mình ăn những cái thức ăn nó đã bị nhiễm trùng, nhiễm độc vào thì thường là nó có những cái biểu hiện như sau. Thứ nhất là bệnh nhân đột ngột cảm thấy đau bụng. Đau bụng thì có thể mới đầu thì nó đau ngầm ngầm, đau ê ẩm, sau đó thì nó tăng dần lên và người bệnh cảm thấy buồn nôn, rồi nôn ói, nôn rất nhiều và kèm theo với tiêu chảy. Cái đó là những cái dấu hiệu chính. Ngoài ra thì nếu mà có nhiễm trùng thì nó có thể là có sốt. Bệnh nhân sốt 38 độ, 38 độ 5 chẳng hạn. Nếu mà nặng hơn nữa mà nó tổn thương tới cái niêm mạc ruột đó, thì nó có thể đi tiêu ra máu.
Và nếu mà người ta đi tiêu nhiều lần, ói mửa nhiều lần như vậy thì nó có thể là có những cái dấu hiệu mất nước như là môi khô, mắt trũng, mạch thì nhanh và mình véo nha da như vậy thì cái da nó rất là lâu nó mới trở lại cái đàn hồi bình thường. Nặng hơn nữa thì nó có thể là bị trụy tim mạch hay mình gọi là hạ huyết áp, và nếu mà không kịp thời thì nó có thể gây tử vong, thưa Ngọc Quyên. Dạ, thưa bác sĩ, đối tượng nào thì có cái nguy cơ ngộ độc thực phẩm ạ? Những cái đối tượng mà dễ bị nguy cơ ngộ độc thực phẩm á, là nó gồm có những cái đối tượng như là những trẻ em, những cái đứa bé mà bị suy dinh dưỡng chẳng hạn, thì do nó chưa có cái hệ miễn dịch nó phát triển toàn diện cho nên là nó dễ bị ngộ độc hơn những cái bé khỏe mạnh. Rồi người già, những cái người mà tuổi già đó thì cái hệ miễn dịch của họ, cái sức đề kháng của họ cũng giảm đi. Chính vì vậy mà cơ thể người ta chống lại những cái tác nhân gây nhiễm trùng đường ruột nó giảm đi, cho nên người ta dễ bị ngộ độc hơn. Ngoài ra thì như là phụ nữ mang thai, những cái nhóm đối tượng này cũng là những cái nhóm đối tượng mà cái hệ miễn dịch nó giảm. Rồi những cái người mà mắc bị bệnh mãn tính như là bị tiểu đường chẳng hạn, hoặc là bị HIV ấy, nó cái hệ miễn dịch của người ta suy giảm. Ngoài ra thì còn có cái cơ địa của từng người nữa, Ngọc Quyên. Điều mà dễ hiểu nhất là mình thường nghe dân gian nói là tại sao mà tôi cũng ăn cái món đó mà tôi không bị, còn người khác thì cũng ăn món đó với tôi, cũng ăn chung một bàn với tôi mà lại bị. Chính là do cái cơ địa người ta, có những người thì không dung nạp với món thức ăn này, có những người thì không dung nạp với món thức ăn kia. Cho nên là mình hàng ngày tôi khám bệnh thì tôi gặp rất là nhiều người thắc mắc là tại sao cũng ăn chung với người đó mà có người thì bị, người thì không. Thì đó là do cái cơ địa, có thể là do cơ địa người ta không dung nạp, không chịu với cái nhóm thực phẩm đó, hoặc là cơ địa người ta cái hệ miễn dịch nó giảm thì cái những người đó cũng bị, còn những người ta khỏe mạnh thì người ta có thể là chống chọi được với những cái tình trạng ngộ độc đó, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Vậy thì khi bị ngộ độc thực phẩm thì người bệnh sẽ được điều trị như thế nào ạ? Thông thường thì khi mà bị ngộ độc thực phẩm đó thì chủ yếu là chúng ta có thể điều trị tại nhà được. Chỉ trừ trường hợp mà tiêu chảy nó nặng nề hơn ở những cái nhóm đối tượng mà suy giảm miễn dịch thì chúng ta phải cần cho người bệnh đó tới cơ sở y tế để được các bác sĩ khám và điều trị cho nó đúng với cái chuyên khoa, đặc biệt là cái tình trạng mất nước. Thì nếu mà ở nhà mà Ngọc Quyên mà gặp những cái tình trạng mà bị ngộ độc thực phẩm đó thì việc đầu tiên là chúng ta phải gây nôn, ói đó Ngọc Quyên. Mình cho người bệnh nó phải ói hết những cái thức ăn mà người ta ăn vô. Nếu mà không ói được thì mình có thể dùng cái ngón tay của mình đưa sâu vô trong cái vòm họng của mình để mà mình kích thích cái cuống lưỡi của mình, thì nó cũng có thể là nó ói hết những cái thức ăn đó ra. Cái điều đó là điều vô cùng quan trọng, bởi độc tố nó phải được thải ra ngoài. Còn nếu không nữa thì chúng ta có thể cho người bệnh uống một chút muối đó, Ngọc Quyên, để mà nó tạo cái phản xạ cho nó, người bệnh ói hết ra. Mình chú ý là đối với lại những cái trẻ em thì mình phải làm cái thao tác rất là nhẹ nhàng, bởi vì cái vòm họng của bé nó còn yếu đó, cho nên là mình phải làm một cách rất là nhẹ nhàng để tránh những cái tổn thương cho bé. Và trong cái quá trình mà mình cho người bệnh nôn ra như vậy thì mình phải chú ý là mình nên cho người bệnh nằm nghiêng qua một bên để tránh cái trường hợp mà nó bị sặc ra, Ngọc Quyên. Cái chất nôn ói nó trào ngược vào phổi rất là nguy hiểm, Ngọc Quyên. Và có thể là mình phải giữ lại những cái thực phẩm mà mình người bệnh mới ăn đó, để mà mình cần thiết đó, thì chúng tôi sẽ xác định nguyên nhân đó bằng cách là mình sẽ xét nghiệm xem coi là người bệnh ngộ độc cái nhóm mà độc tố nào để mình có cái hướng mình điều trị kịp thời. Thì đó là cái vấn đề chính, là phải cho bệnh nhân nôn ói ra được. Cái vấn đề thứ hai là bù nước. Đây là một cái công việc làm rất quan trọng, bởi vì người bệnh nặng hay nhẹ là do người bệnh bị mất nước, Ngọc Quyên. Và thậm chí là nếu mà mình không bù nước kịp thời thì người bệnh có thể tử vong nữa. Cho nên là việc bù nước là rất là quan trọng. Sau khi mà mình đã cho bệnh nhân nôn ói hết ra rồi đó, thì mình sẽ cho người bệnh uống nước. Và cái nước mà tốt nhất là mình cho uống nước Orizon hay là nước biển khô. Cái nước biển khô này thì có bán rộng rãi và rất là rẻ thôi. Và chúng ta lưu ý là khi mà mình cho uống nước Orizon thì mình cho uống theo cái nhu cầu người bệnh. Người ta khát tới đâu mình cho uống tới đó, chứ không hạn chế nha, Ngọc Quyên. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải pha đúng theo cái tỷ lệ hướng dẫn của cái nhà sản xuất Orizon đó. Bởi vì nếu mà mình
mà pha không đúng tỷ lệ đó, thì người bệnh không có hấp thu được Ngọc Quyên, và như vậy thì nó sẽ không có bù nước các cái chất điện giải cho cơ thể được. Và cái sử dụng Odizone đó thì mình cũng phải sử dụng cho đúng. Khi mà mình đã pha đúng tỷ lệ rồi và người bệnh uống không hết đó, thì mình nên bỏ đi, mình phải pha cái khác. Nếu mà quá 24 giờ thì mình không nên cho bệnh nhân uống nữa. Và mình cũng chú ý là mình không có được nấu sôi cái nước biển khô mà mình đã pha rồi nha Ngọc Kiên. Bởi khi mà mình pha rồi mà mình đun sôi lên lại một lần nữa thì nó sẽ biến chất những cái muối khoáng, những cái chất vi lượng ở trong đó, nó làm cho mất cái chất lượng của cái nước biển khô đi. Cho nên là mình phải pha bằng nước đã nấu sôi để nguội. Đó là mấy cái vấn đề quan trọng của cái xử lý cái người bệnh khi mà mình điều trị tại nhà. Thì sau khi mà mình đã gây nôn cho người bệnh rồi, mình bù nước mà người bệnh không bớt nữa, thì mình nên đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất, thì để được các cái bác sĩ ở đó người ta sẽ chăm sóc, người ta điều trị cho cái người bệnh nó không có nặng thêm. Và cái bệnh này thì cũng rất là mau phục hồi và quên. Thường là mình đi tiêu hết, mình ói hết ra thì cơ thể nó rất là mau phục hồi, chứ không có để lại những cái hậu quả nguy hiểm nếu mà chúng ta bù nước điện giải kịp thời Ngọc Quyên. Dạ. Vậy thì có cái cách nào mà để phòng ngừa được ngộ độc thực phẩm không ạ? Cái ngộ độc thực phẩm này đó thì chủ yếu là chúng ta phải đề phòng trước. Thì thứ nhất là mình muốn tránh được cái ngộ độc thực phẩm này thì mình phải bảo đảm cái quá trình mà mình chế biến thực phẩm. Mình phải bảo đảm được cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là quan trọng nhất, như là mình thực hiện chế biến đúng cách, rồi thực hiện việc ăn chín uống sôi chẳng hạn. Mình lựa chọn những cái thực phẩm tươi sống, không có bị ôi thiêu, không bị kém chất lượng, không có hết hạn sử dụng chẳng hạn, rồi nó có cái xuất xứ rõ ràng, và nó không có những cái, mình phải tránh những cái thức ăn mà mình không rõ nguồn gốc, hoặc là mình không có hiểu rõ cái loại thức ăn đó nó có nguy hiểm hay không. Như là mình những cái loại mà cá mà mình thấy những cái con cá nó lạ, mình chưa nhìn thấy bao giờ thì mình cũng không nên ăn. Hoặc là những cái nấm chẳng hạn, có rất là nhiều những cái trường hợp mà ngộ độc nấm mà tử vong Ngọc Quyên, do mình ăn những cái nấm lạ ở ngoài vườn, ngoài ruộng vậy, mình không hiểu, mình không có biết rõ được cái nấm đó thì mình cũng không nên ăn. Và những cái loại mà thực phẩm mà được bảo quản bằng những cái loại, những cái chất bảo quản mà mình chưa biết rõ nguồn gốc thì mình cũng không nên sử dụng. Và mình chú ý là mình phải bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, nhưng mà mình phải sử dụng cái tủ lạnh cho đúng cách mới được Ngọc Quyên. Ở những cái clip trước thì tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn là nếu mà mình chất thức ăn vào tủ lạnh quá nhiều thì cái lượng không khí mà nó lưu thông, cái không khí lạnh nó lưu thông không có được tốt, thì cái chất lượng của thực phẩm nó cũng không được an toàn. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân mà gây ngộ độc. Và đặc biệt là chúng ta phải rửa tay khi mà mình chế biến cũng như khi là mình dùng thức ăn. Ngoài ra thì mình còn phải ăn uống ở những cái nơi bảo đảm vệ sinh. Lấy ví dụ như mình chế biến thức ăn hợp vệ sinh rồi, nhưng mà mình đi picnic, mình đi dã ngoại, mình lại ăn ở những cái nơi khói bụi hoặc là những cái nơi ô nhiễm, thì đó cũng là một cái điều kiện để cho cái việc ngộ độc thực phẩm nó được xảy ra. Thì đó là những cái nét khái quát nhất mà tôi đã trình bày về cái vấn đề ngộ độc thực phẩm trong ngày Tết. Hy vọng là với những cái kiến thức nhỏ mọn ở trên thì quý vị sẽ có cái kiến thức để phòng tránh những cái tình trạng không hay xảy ra. Đặc biệt là trong những ngày Tết chúng ta phải tiếp xúc với rất là nhiều những cái món ăn, bánh mứt. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, xin kính chào bác sĩ và mến chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về vấn đề ngộ độc thực phẩm trong ngày Tết. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón nhận những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các bệnh lý thường gặp và các giải pháp về sức khỏe của con người. Trước thềm năm mới,
Phòng Khám xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt.